Thưa quý vị, hiện thành phố Đà Nẵng vẫn đang nỗ lực trong công tác phòng chống dịch, song vẫn số ca F0 vẫn ở mức cao, người dân cần chủ động trong thực hiện 5K, tránh tâm lý chủ quan, lơ là vì cho rằng đã tiêm đủ liều vaccine. Thực hiện chiến lược phủ vaccine để tạo lá chắn trong công tác phòng chống dịch, đến nay, thành phố Đà Nẵng đã và đang khẩn trương tiêm mũi 3, mũi bổ sung vaccine phòng COVID-19 cho người dân, phấn đấu hoàn thành trong quý 1 này. Tuy nhiên, theo ghi nhận, hiện vẫn có một bộ phận người dân tỏ ra chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch vì cho rằng đã tiêm đủ liều vaccine, khiến dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây lan nhanh trong cộng đồng. Tôi đến đây để coi như là chích được mũi 3 thì tôi rất là mừng. Và tôi đã coi như là cố gắng để chống dịch. Và tôi sẽ là coi như là cố gắng để mà bảo toàn thêm 5K để mà coi như là bảo toàn cái sức khỏe gia đình và xã hội. Mặc dù mũi 3 thì nói chung là vẫn tình trạng là lây lan là vẫn nhiều. Cho nên là mình vẫn cứ là tiếp tục là nên phòng chống bệnh. Tại các cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch vừa qua, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh hiện số ca bệnh nặng và tử vong đang có chiều hướng gia tăng. Vì vậy, các cấp, các ngành và đặc biệt là người dân không được chủ quan với tình hình dịch bệnh. Do số ca mắc mỗi ngày vẫn ở mức cao, hiện ngành y tế đang tập trung công tác quản lý, theo dõi, điều trị F0 theo các phân tầng. Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố cũng yêu cầu các địa phương phân công lại nhiệm vụ của các tổ COVID-19 cộng đồng phù hợp với tình hình thực tế, nhằm phát huy cao độ lá chắn dịch ngay từ cơ sở.